The Silent Mystery là tựa game sinh tồn zombie đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Đồ họa 3D của game với tạo hình nhân vật và các chủng loại zombie khác nhau tạo nên khung cảnh vô cùng kinh hoàng. Âm nhạc của game được thay đổi liên tục theo bối cảnh người chơi đặt chân đến. Gameplay của The Silent Mystery đậm chất sinh tồn, đặt người chơi vào một không gian chết chóc với khói bụi cùng bầy zombie khát máu sẵn sàng vồ lấy nhân vật chính bất cứ lúc nào. Cốt truyện của game bắt đầu từ khi hai vợ chồng nhân vật chính lên kế hoạch đi du lịch tại một hòn đảo bí ẩn để hâm nóng tình cảm. Khi cả hai đang ở trên máy bay thì đột nhiên phi hành đoàn bỗng chốc bị lây nhiễm một căn bệnh lạ, khiến tất cả phi công đến tiếp viên bị hóa thành zombie và săn đuổi tất cả hành khách. Sau khi bị tiêu diệt hết zombie, Kento sẽ phải cố gắng đưa máy bay hạ cánh đồng thời thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này càng sớm càng tốt. Trên hành trình của mình, bạn sẽ phải thu thập tất cả những thứ cần thiết, đồng thời tìm những người còn sống để nhờ sự trợ giúp của họ. Một số loại vũ khí như rìu chiến hay dao quắm có sức sát thương rất lớn, nhưng tốc độ ra đòn lại rất chậm. Bạn cần phải lưu ý điều này để chuyển đổi qua lại các loại vũ khí để có thể sống sót. Những loại súng trong game có sức sát thương lớn, nhưng bù lại số đạn hạn chế, nên bạn chỉ nên dành cho trường hợp nguy cấp. Nhìn chung, The Silent Mystery là tựa game sinh tồn zombie có lối chơi tương tự như Resident Evil. Đồ họa của game ở mức khá, tuy vậy đôi lúc chuyển động của nhân vật vẫn chưa được mượt mà, khung cảnh âm u tăm tối tạo nên sự gây rợn, cùng những thây ma luôn luôn truy tìm nhân vật chính để tiêu diệt. Nếu bạn là fan của thể loại sinh tồn, thì đây là cái tên đáng để bạn trải nghiệm.